tại vì á, nãy giờ có nhạc nên mình không có mở tiếng được nha. Xin lỗi bé Mây Dư. Mình like dùm thầy của mình là Minh Quỳnh á. Tại vì cái quỹ mà thầy dạy YouTube làm YouTube cho mình. Đó. Mấy Như ăn cơm chưa? Mấy Như đang làm gì đó? Tại vì ở đây là ngồi ở trên họp gia đình, lâu lâu họp gia đình nó hơi ồn xíu nên có thể là mình cắt tiếng nè, nên Mấy Như và cả nhà thông cảm cho mình xí nha. Nhưng mà mình vẫn theo dõi với mọi người, ví dụ như á, vẫn nghe mọi người nói chuyện, tâm sự với mọi người được, ok. Nhưng mà một xíu có tiếng nhạc lên là mình sẽ tắt tiếng nha, mọi người thông cảm giùm nha. Nha, sorry. Hello ship. Đang ở đâu vậy ship? Ăn gì chưa? Có đói bụng không? Em rất là đói bụng ship. Hồi nãy có tiếng nhạc nên mình tắt tiếng. Chứ đâu có gì đâu. Mình đang lai rai nhé. Có con khỉ khô mới trở về stream. Em mấy xe máy lên sân thượng. Em nổi không? Có thang máy mà. Nước cục luôn. Nước cục là nước cạch, quên. Nước cái gì vậy chạm? Nước cục cứ. Nước cục cứt hả? Vô. Có mà... người dân tộc mình đó sao mình nói vậy à? Tao rồi không? Bạn uống trà đá với mình nha. Trà đá nước mạch. Trà đá nước mạch. Uống ổn không? Từ từ nghe. Ngày mai mấy giờ chị bác? Em cũng lùng đâu rồi. Lùng gì vậy? Gì vậy? Bước đi gì ta? Chân đi chứ bác. Chân đi chứ bác. Chân đi chứ bác. Không. Em quên hoài vậy ta. Ủa, nói đúng mà. Có nói sai không? Chân đi chữ bác. Nhất khoát là sao?